Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng tiện ích có trong Google Drive để chuyển đổi file PDF cũng như file hình sang file mềm để các bạn có thể là edit lại nội dung mà các bạn mong muốn. Thì đây là một trong những tiện ích mà mình nghĩ là Google đã xây dựng trong bộ tiện ích của Gmail rất là hữu ích. Cho việc chuyển đổi file PDF cũng như là file hình sang một file mềm. Hôm nay thông qua video của mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết về cái tiện ích này. Đầu tiên đó là các bạn phải có tài khoản Gmail. Sau khi các bạn đăng nhập xong thì các bạn sẽ thấy những giao diện như thế này. Sau đó các bạn vào đây và bấm vào cái driver. Đây là màn hình chính của MyDriver, của tài khoản Gmail của các bạn. Thì trên cái màn hình chính này thì các bạn có thấy là ba cái file PDF trên cái màn hình MyDriver của mình. Thì mình sẽ chuyển đổi file PDF đến giữa, mình nhấp chuột phải vào, sau đó mình chọn ở phần viết, sau đó mình chọn Google đọc. Rồi sau khi chọn xong thì các bạn chờ trong giây lát để Google đọc xử lý file PDF. Thì sau khi chuyển đổi xong thì các bạn sẽ thấy nội dung như thế này. Đây là một phần mềm cho nên các bạn có thể là edit ra lại những cái nội dung trên đây. Trong cái công cụ của đọc thì nó có tương đối đầy đủ những cái tính năng để cho các bạn có thể là edit trực tiếp trên của đồ đọc này. Thì các bạn có thể là sử dụng những cái công cụ này để các bạn chỉnh sửa cái file mà các bạn vừa chuyển đổi. Khi các bạn chuyển đổi xong thì các bạn có thể là vào file, rồi sau đó các bạn vào download, rồi các bạn chọn cái file mà các bạn muốn download về. Thì mình sẽ chọn là cái file chấm đọc, tức là cái file chuyển đổi qua file Word để mình có thể là dễ dàng chỉnh sửa những cái nội dung mà mình vừa chuyển đổi từ file PDF cũng như là file hình qua cái file mềm này. Mình đang review qua cho các bạn thấy là những cái tính năng có trong Google đọc, hay còn gọi là những cái thanh công cụ trên Google đọc. Những cái thanh công cụ này thì các bạn có thể là sử dụng edit lại nội dung. Nói chung là Google đọc xây dựng những cái thanh công cụ này tương đối đầy đủ. Nó giống như là một bản phiên bản Microsoft Word thu nhỏ trên Google. Thì các bạn có thể là các bạn sử dụng những tính năng này mà các bạn edit lại nội dung sao cho nó phù hợp. Rồi. Rồi sau khi mà các bạn edit xong thì các bạn vào file, rồi các bạn chọn download, rồi các bạn chọn cái file mà các bạn muốn ra về. Thì mình chọn cái file đầu tiên, tức là cái file chấm đọc ít. Đây là cái đuôi file của Word. Thì sau khi download xong thì mình sẽ mở cái file đó lên, nó sẽ ra như thế này. Rồi mình khuyên các bạn là nên download cái file mà các bạn đã chuyển đổi xong qua cái file Word hoặc là một file nào đó, để cho các bạn khi download xong thì các bạn vào đây các bạn có thể là chỉnh sửa một cách đầy đủ và chi tiết hơn, đầy đủ chi tiết và dễ dàng hơn. Tại vì những cái nền tảng của Microsoft Office đó, như là Word, Excel v.v. nó có đầy đủ các cái thanh công cụ cho các bạn có thể là chỉnh sửa những cái nội dung cũng như là thêm bớt vân vân, dễ dàng thao tác cũng như là thực hiện một cách hiệu quả hơn.
chính xác hơn. Rồi sau khi các bạn đã edit xong rồi đó, thì các bạn có thể là save lại, save cái nội dung mà các bạn vừa chỉnh sửa lại và xong. À, mình khuyên các bạn đó là sau khi các bạn đã chuyển đổi qua cái từ file PDF cũng như file hình qua file mềm rồi á, thì các bạn phải đối chiếu lại cái nội dung thông tin trên cái file cứng với file mềm. Tại vì khi mà các bạn chuyển đổi như vậy á, các cái thông tin từ cái file cứng chuyển qua file mềm á, nó có thể là nó bị sai lệch cũng như là không chính xác. Thì Google Đọc này chỉ hỗ trợ cho các bạn á, là chuyển đổi các cái thông tin về nội dung, còn về những cái khung hoặc là những cái canh lề này nọ vân vân, ở Google Đọc còn chưa có xử lý hiệu quả được. Thì các bạn có thể thấy được á, là qua cái việc mà chuyển đổi file của mình á. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về việc nếu như mà trên Google Drive của các bạn á, chưa có cái file PDF cũng như file hình á, để các bạn chuyển đổi qua phần mềm á, thì các bạn vui lòng á, là thao tác như sau. Đầu tiên á, là các bạn phải phải tìm cái nội dung mà mình muốn chuyển đổi. Rồi sau đó các bạn vào My Driver, các bạn chọn New. Rồi các bạn bấm File Upload. Rồi các bạn chọn đường dẫn đến cái đường dẫn mà chứa cái file hình hoặc là file PDF mà các bạn cần xử lý chuyển đổi qua phần mềm. Sau khi upload xong á, thì các bạn tìm kiếm cái file upload trên cái My Driver của mình. Rồi các bạn tìm, mình đang cái thao tác là tìm cái file driver mà mình mới up lên, cái file hình mà mình mới up lên. Rồi mình đã thấy cái file hình mà mình vừa up lên. Rồi sau đó là mình bấm nhấp chuột phải vào cái file hình đó, mình chọn Open With. Rồi sau đó mình chọn là Google Đọc. Các bạn vui lòng chờ trong giây lát để Google Đọc và xử lý cái file hình của mình. Rồi, đây là cái file hình của mình chuyển đổi qua cái file mềm. Các cái nội dung thông tin hiển thị tương đối đầy đủ. Rồi các bạn có thể là chọn cách thứ nhất là các bạn chỉnh sửa trực tiếp trên cái Google Đọc này. Hoặc là cách thứ hai là các bạn download về bằng cái một cái trong những cái đuôi nào đó mà các bạn cảm thấy là nó phù hợp, thì mình chọn cái đuôi đọc.x, tức là cái file chuyển đổi qua cái file Word, để mình vào đây mình có thể là edit lại nội dung cũng như thông tin một cách đầy đủ và chính xác nhất. Các bạn có thể thấy được là qua cái việc mà chuyển đổi file của mình á, qua từ file cứng qua file mềm á, thì các cái chữ nó sẽ bị lệch cũng như hoặc là nó sẽ bị mất định dạng hoặc là nó sẽ bị mất cái khung khung hình vân vân. Thì các bạn khi mà các bạn chuyển đổi xong đó, thì các bạn phải đối chiếu lại cái file cứng của mình và các bạn edit lại cho nó đầy đủ chính xác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.